Bản lần 2 có thể sử dụng trong các dịp đặc biệt hay là để làm quà hay không? Thì trong video ngày hôm nay, em Hiếu sẽ trả lời câu hỏi đó cho anh chị. Bản lần 2 là dòng whisky phối trộn với chất lượng cao và được yêu thích trên thế giới. Vì vậy, dòng rượu này rất phù hợp để sử dụng trong các dịp đặc biệt như là lễ sinh nhật, Tết Nguyên Đán hay là vào lễ Giáng sinh. Và bản lần 2 cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời trong các sự kiện lớn như là hội nghị và đám cưới. Valentine mang đến những niềm vui và sự đặc biệt trong các dịp lễ lớn. Valentine với nhiều phiên bản từ 12 đến 30 rất phù hợp với sở thích và túi tiền của anh chị. Nói tóm lại, Valentine là một dòng whisky đặc biệt có chất lượng và giá cả hợp lý. Vì vậy anh chị có thể sử dụng để thưởng thức hay là để tặng quà cũng rất là hợp lý. Mời anh chị đăng ký kênh của Avino White để luôn được cập nhật những kiến thức mới về dòng whisky và dòng vàng.